22 tháng 9 sau loạt phản ánh về rau Việt gáp dởm biến hình thành rau sạch rồi tuần vào siêu thị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp khẩn trao đổi về công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết từ đây đã lộ ra nhiều bất cập trong quản lý chất lượng sản phẩm đưa vào hệ thống phân phối. Bộ trưởng cho hay đây không phải là trách nhiệm của riêng ai và kêu gọi sự vào cuộc của tất cả hệ thống bán lẻ, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, đồng thời nhấn mạnh làm nông nghiệp tử tế không chỉ để phục vụ xuất khẩu mà còn cho thị trường hơn 100 triệu dân trong nước. Ông Lê Minh Hoan qua đây đề nghị các cơ quan của Bộ kiểm tra lại tất cả các tiêu chuẩn quy định về chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản. Theo cục trưởng cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, ông Nguyễn Như Tiệp muốn giám sát chuẩn hóa thì phải đưa ra các chỉ số có thể đo lường được như tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhưng sau khi chứng nhận Việt Gáp cho sản phẩm thì việc quản lý sản phẩm đưa ra thị trường có đúng chuẩn là Việt Gáp hay không lại thuộc về bên thứ ba. Ông Tiệp nhận định, định thời gian tới nên đưa ra những quy định để người dân dễ hiểu trước đó truyền thông báo chí đã có phản ánh về việc một số công ty thu gom rau ở chợ vì ở chợ đầu mối đưa về đóng gói dán nhãn việt gáp rồi bán cho siêu thị sự việc này không khỏi tạo tâm lý hoang mang với người tiêu dùng mà còn gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống phân phối bán lẻ